rồi luôn Hello bạn đã quay trở lại với chế độ mình là Lương Sơm nghe nói nhỏ. Hiện tại mình đang ở nhà thêm nữa. Bây giờ mình xuống mình kiếm trò mình cho nó nha bạn. Để coi nó làm gì trong phòng. Mình nghĩ là nó đang ở trong phòng á bạn. Thì mình mới xuống nãy thôi. Bây giờ mình sẽ vô mình coi nó làm gì trong phòng nha. Giờ mình sẽ cho nó. Này cho nó bây giờ. Ổng gài lại cũng lâu rồi không làm clip cho anh cho bạn xem. Giờ mình sẽ cho cái clip hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Thì bây giờ mình sẽ coi nó làm gì nha bạn. Ok bạn ơi, như nó đang đánh liên quân á, bây giờ thì hổm mình thấy nó đánh liên quân mình mới suy nghĩ ra một ý tưởng bạn. Hổm có nhiều bạn comment là điện khi thiên sinh nó chơi liên quân đi. Này nó là biết là cái giờ này xuống là nó đang làm clip đó, đánh liên quân. Bây giờ mình sẽ cho anh gọi điện nữa nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay cái điện thoại gọi nó cho các bạn xem nha. Bạn nghe bạn, mấy bạn nghe này, nghe nói chuyện rồi. Bây giờ mình sẽ điện nữa nha bạn, sẽ điện nữa. Ok bạn ơi, giờ mình mới điện ngay vào ba cục rồi nó chặn rồi bạn ơi. Nó chặn ngay là tắt chế độ A. Bây giờ mình điện giờ chữ qua chữ mình quay bạn nghe thấy không? Thì bây giờ mình sẽ cho nó khác nghe, mình sẽ cục điện tiếp nữa, mình điện Facebook hay Zalo, chắc mình điện Zalo chứ nghe bạn. Giờ mình vô điện nữa, điện coi nhà nó chơi nữa. Nó chơi không được thôi các bạn. Giờ mình vô cho nó. Ok. Nè bạn ơi, bây giờ mình sẽ điện Zalo nó cho bạn xem nha. Đây Zalo đây. Nãy mình có nhá thử. Giờ mình sẽ điện lại nha. Tao gặp ơi.
Trời đất ơi. Ép vô vui gần chết. Ok bạn ơi, giờ mình sẽ điện nó, điện gì nào nó không chơi game được nữa thôi nha bạn. Gì nào nó chặn cái này thì mình, nó chặn cái này mình thì mình điện qua Facebook. What the hell? Thanh nhạc này nó chơi dữ bạn. Giờ mình sẽ điện Facebook bạn. Giờ mình sẽ điện Facebook nha. Máy bắt nét chậm quá bạn ơi, giờ mình sẽ điện ra nữa. Xuống này giờ chứ nào. Trời. Đây luôn hả? Gì? Anh niên nè. Mày vô quýnh đi hồi chết đó, chết ngắt đó. Gì thần vậy đó. Thôi chà, tôi đi thầm mà. Đó là ngầu. Cho nó vui quýnh vậy các bạn ơi. Cực khổ quá. Hay rồi nó kêu cho anh xin uống thảo dược tình tiêu, yêu rồi tám mày BD hả, chơi BD hả, độ nữa. Ta còn chơi nước máy nhất nước cũ kìa. BD hả? Còn nước máy nhất cũ rồi đó, thiệt. Rồi uống gốc phê. Giờ hả, chơi nhớt rồi chơi mỡ bò không rồi. Chơi mỡ bò không hả? Bò, bò chơi chân chu. Má, chó người ta đòn. Thấy không, ăn cắp đến nay là độ 14-2. 14-2. Oh. Ghê quá ghê. Ủa diêm dữ vậy? Vậy? Tính đốt nhà diêm dữ vậy? Lúc trước làm mà khá nước mà. Ok mọi người, thì clip ở đây kết thúc nha thì... Má, tại sao bọn quay xong chết luôn nè. Thì mọi người lấy clip này hay nhấn like nhấn đi kênh nha. Thì nói chung clip này cho anh có bạn comment ý tưởng là cho anh gọi điện anh thêm đi. Trời ơi mình xuống ngay chắn lúc mà lại đang làm clip luôn mà đang làm clip không? Bánh chơi. Bánh chơi à trời. Bánh chơi là tham ha mẹ à. À trời gì mà cho anh chón á. Không lần nào mà cho anh thành công như vậy. Mình kiếp quyên, cho anh gì ta? Quyên cưng, quyên cưng. Là làm kiếp cho anh cái vụ mà cái gì ta, cái gì nè. Rút wifi vậy nó rút wifi, rút ra nó cũng đánh. Đồ, ta trình đẳng cấp đồ.
Quên ai cũng như không, cũng đánh. Đó. Chưa tôi quên, tôi bắt đơn một con nè. Má, quánh chủ lát này cân. Cân cho anh quánh chủ lát nè. Coi hả, để tôi bắt cho coi. Thì để mình lấy cho mấy bạn xem nha, xem có đánh như thế nào nha. Quỷ cá, giết tao. Giết đầu hàng mấy mạng rồi đó. Giết trụ lưu. Trụ lưu. Đó, cưng thấy chưa? Ừ. Hả, đẳng cấp lắm đó không? Dạ, nó thật là. Đó, đúng chưa? Sang trái rồi đó. Hồi nãy tao điện mày kia mà thấy cảm giác sao? Nó nói mình có gã dẫn đi phá thai, nó chết thanh niên này thiệt chứ. À, giờ tới giờ ngáo rồi nè. Bay lên. Ủa nãy giờ có điện không? Sao mày không bỏ cái giới vậy? Điện không? Cúp điện rồi. Quê ra. Cúp điện mà anh phát wifi điện thoại này qua anh chơi, hiểu không? Hiểu gì không? Hiểu rồi. Dạ mà anh đăng ký cái này là nó tốn pin lắm, người hiểu không? Hiểu rồi. Biết cái gì hết trơn. Ok mọi người, hẹn gặp lại mọi người những clip sau nha. À, bị thanh niên này xúc mấy cái quê quá là sao, mình phải trả thù mới được. À, rồi, hẹn gặp lại mọi người những clip sau nha. Bye.